Cái bộ nọc nồi này là bộ nọc nồi thứ hai mà nó có máu diệt thôi anh em ha. Mình thích cái bộ này lắm. Bộ gà nồi này là của ông anh ông tặng. Ông nghe mình chơi gà nồi lại cái bắt đầu là ông tặng. Ảnh có công việc cái ảnh đi ảnh có công việc bận ở bên đi công tác ở bên Úc, anh đi làm bên cái ảnh tặng cho mình lại để mình nuôi. Bổng này anh giữ được 5 năm. Con này thì nó mới đổ mùa lông. Giờ nó được 2 ký 9. Một bên nó là 4 cửa luôn ha. Cái bổn này lúc trước á anh chơi á anh cũng đặt cái cửa riêng để anh chơi anh em ha. Đặt lại làm cái đế cho nó lớn hơn chứ cái cửa này trồng không được. Muốn chơi là phải cưa sát rồi thì mình đặt cái đế lại. Con này bến thế mà hay. Này gà bến hay. Mấy con gà nhập mà mình đem về mà mình nhấp thử với nó đá không được nó. Rồi quay anh em xem chơi nha.